Lỡ về sớm rồi đứa ghiền cái núi vậy hả? Kêu à. Thôi hẹn không? Gì kiếm tiền. Kêu hẹn mấy đứa em tách đi, chờ chị bạn kiếm tiền rồi. Tụ hợp nữa. Nó đang mà mỗi đứa mỗi hướng. Cái tụ hợp là cũng được thôi, cũng đâu có xóa, cũng của Quảng Nôn hết rồi. Chủ yếu là mình muốn đi rồi không. Tết đang nghỉ mái nhà rồi. Thì đào không đây.